cha cha biết biết không cha, bao năm qua đi xa lòng vẫn nhớ thương cha, bao năm qua đi xa lòng vẫn nhớ cha, ta vì thương vì nhớ hôm nay con về. Ủa? Ba ơi, ba con về rồi ba ơi. Sao nhà cửa để trống trơn vậy, ba đâu rồi ta? Ba ơi! Ba ơi! Chắc đi lộn nhà rồi quá. Dạ xin lỗi. Đứng lại. Mày không nhìn ra ta hay sao? Ờ, ta là ai? Cha 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 đây con không nhớ. Nhớ không sao thì con đã mất. Tôi con đã mù à? Trời ba. Ba mà con tưởng mafia. Ba làm gì ba đeo kiến hình sợ. Ai nhìn ra được ba đâu. Trời đất ơi, bí mật mày ơi. Bí mật gì vậy ba? Sao con khỏe không? Khỏe. Về sao hành lý không chịu đem vô? Hành lý á? Đấy, hành lý con nè. Trời ơi, từ Mỹ về mày kéo vali nhỏ xíu vậy hả? Bà biết tánh con đơn giản mà. Tánh mày đơn giản mà tánh tao không có đơn giản à. Mày Việt Kiều về nước mà mày kéo cái vali nhỏ xíu vậy, tao không thấy vui rồi đó nha à. Sao không thấy quà cáp gì chân vậy? Thì cũng tại ba. Ba nói Việt Nam giờ gì cũng có, xách quà cáp gì cho nó mắc công. Mày con tao sao mày ngu quá vậy? À? Mày xa quê hương không có bao lâu mà mày quên hết trơn. Mày mất gốc rồi hả? Việt Nam nói có là không, nói không là có. Nghe chưa? Ba ơi ba, bây giờ ba thay đổi nhiều quá à. Mày mới thay đổi đó. Sao vậy? Bây giờ thay đổi gì đâu? Mày quá thay đổi chứ còn gì nữa. Ừ? Tao nói rồi. Bộ tao nói là mày không mua quà là mày không mua thiệt hay sao? Thấy không? Okay, vậy thôi lần sau con về hứa với ba luôn, đem ba vali sô-cô-la với dầu gió xanh làm bà quà cho ba nha. Mày mua sô-cô-la cho tao ăn lên đường hả mày? À? Dẹp đi. Không có quà cáp cũng được, miễn là có đem tiền mặt về được rồi. Việt Kiều thì phải có tiền mặt chứ ba. Bao nhiêu con? Con đem tới 3,000 đồng. Con định là tặng cho 3,500. Còn 1,500 con ở đây nguyên 1 tháng. Trời xài xả láng luôn, coi như ngày xài 50 đồng. Xài ngày 50 mà làm ngon dữ. Tao biết Việt Kiều đây có hàng xài một ngày 5,000 đó mày. 5,000 đồng Việt Nam thì con có. Ba nghĩ sao vậy? Ở bên bển con cài cực khổ quá mà 5 năm không biết có dư 5,000 hay không nữa. Mà tự nhiên đâu dám ra xài 5,000 ba. Bởi vậy thiệt ba, giờ ba không biết sao nữa. Nhưng mà con nói ba nghe. Gì? Ba đi rước con mà ba làm gì ba bận đồ lớn trịnh trọng quá vậy? Ba làm con xúc động ghê luôn á. Xúc động với con khỉ. Dạ. Đón mày tao mặc xà lỏn được rồi. Mắt mới phải mặc đồ lớn mày. Xúc phạm cái gì ba? Mày còn nhớ tao nói mày cái gì không? Gì ba? Kỳ này mày về là tao kiếm vợ cho mày. Tao kiếm ra rồi. Hai má con nó sắp xa qua đây để coi mắt mày đó. Con nhỏ nó đẹp lắm. Nhưng mà đẹp không quan trọng. Quan trọng là má nó rất giàu. Nhưng mà con cũng phải coi coi có hạt hay không mới lấy được chứ ba. Ba nói cho mày nghe. Lúc ông nội bị hấp hối đó, có kêu tao tới bên giường. Ông nói á, trên đời này không có cái nghề nào sướng bằng nghề lấy vợ giàu. Ông nói xong ông chết. Từ đó trở đi, tao nhớ lời trăn trối của ông, cho nên tao ráng tìm một người vợ giàu để lấy, để cho ông có thể ngậm cười nơi chín suối. Nhưng kiếm hoài không ra. Nhà giàu nó đâu có ngu mà gả con gái cho ba. Mày nói đúng. Bởi vậy cuối cùng tao đành phải lấy má mày đó. Lúc đó má còn làm gì ba? Bán trà đá. Con biết rồi. Hèn chi ba tên Tiêu, Trần Tiêu. Ba hận đời cái ba đặt con tên Tùng. Ba nói Tiêu Tùng luôn phải ông ba? Đúng. Giấc mơ lấy vợ giàu của ông nội mày không thành. Dạ. Tới đời ba cũng không thành. Tới đời con nhất định phải thành. Thấy chưa? Ba tưởng như là lấy vợ giàu dễ lắm sao? Sao? Phải đẹp trai,
Mà ba thấy rồi, nhà mình ba đời chỉ có một mình con là có nhan sắc thôi. Tao bắt đầu thấy hơi nhận nhận rồi đó. Ba nhận gì? Tao nhận gì cái nhan sắc của mày. Mày nói chuyện tao mày quay mặt ở chỗ khác giùm cái. Ở bên Mỹ ai cũng nói con đẹp trai đó ba. Đẹp quá. Rồi ba, mà ba nói là bên vợ tương lai con giàu mà làm cái gì giàu dữ vậy ba? Chồng ba là đại gia, bị xe cán chết, để là nguyên một cái gia tài lớn cho hai mẹ con. Mày mà lấy được con nhỏ này đó hả, là mày cứ như là chuột xa hũ nếp, mấy không? Mày ăn tới đời con đời cháu mày cũng chưa hết nữa đó. Nhưng mà con không có muốn nhờ vợ. Đâu phải mình mày. Trên đời này không có thằng đàn ông nào mà muốn nhờ vợ hết trơn á. Mày hiểu không? Nhưng mà tao hỏi mày, mày muốn lấy gì, vợ là con của đại gia hay là muốn lấy đứa ta bán tà đá? Thì... nhưng mà nhờ vợ nhục lắm ba ơi. Tao đã từng trải qua biết mà bao nhiêu nỗi nhục trên đời rồi. Chưa có cái nỗi nhục nào lớn bằng cái nỗi nhục không có tiền hết trơn. Ba nói vậy á, thì giờ con nghe lời ba. Con hy sinh đời trai một lần. Rồi. Nhưng mà nói thiệt với ba là thật lòng là con sợ mang tiếng đào mỏ. Bộ mày tưởng đào mỏ dễ lắm sao? Ở bên Mỹ mày làm nghề gì? Thì con làm công nhân bình thường thôi. Mày làm mất mặt tao quá Tùng. Tại sao Việt Kiều về đây thằng nào cũng là giám đốc, mà mày là khai mày là công nhân là sao? Hả? Tại sao? Thì con cảm ơn ba đó. Ba cho con qua bên bển 5 năm trời, con lo con cài cực khổ hai chớp rồi con kiếm tiền con gửi về cho ba để ba trả nợ. Nó rồi có thời gian ăn học đâu mà tự nhiên giờ ra làm giám đốc. Mày muốn lấy con của đại gia mà mày nói mày khai mày là công nhân thì không có được. Mày phải nổ. Nổ gì ba? Nổ là sao? Trời ơi thằng này, mày sao khờ quá vậy? Mày có bây giờ mày nghe pháo nổ chưa? Lựu đạn nổ, đại bác nổ chưa? Nổ có nghĩa là mình có ít, mình nói cho thành lớn, hiểu chưa? Nhiều lên. Thí dụ mày là công nhân, mày nói mày là giám đốc. Mày là giám đốc, mày nói mày là thứ trưởng. Là thứ trưởng, mày nói là cố vấn tổng thống Obama. Ba ơi ba, cái vụ mà cố vấn tổng thống cho Obama con thấy không được nha ba. Tại sao không? Rủ khi người ta hỏi con là ông Obama, ông thủy tán xác, ông Bin Laden ở biển nào rồi con biết đâu con trả lời. Thằng này con không biết gì hết. Dễ ẹt. Dễ vậy? Mày chỉ cần trả lời là xác ông Bin Laden ở biển Vũng Tàu được rồi. Con lại ba. Cái gì? Bên Mỹ là chỉ có biển Vũng Tàu. Thì biển nào nó cũng trôi về đây thôi. Mày không biết nổ con mẹ gì hết trơn. Ba ơi, cái vụ cố vấn là con xin lỗi ba, con không có làm được rồi, không được. Thì bây giờ mày nghĩ là mày làm một cái gì chức vụ cao cấp ở trong dinh tổng thống người ta được rồi. Cao cấp hả? Ừ. Ba. Sao? Ở trong dinh tổng thống đó ba, nó có nhiều kiến lắm. Hôm ấy giờ con nói vô chổng con lao kiến được không? Thằng quỷ. Mày là con tao mà sao tao không biết mày cứ giống tao không nữa. Chắc má mày còn sống tao phải hỏi lại rồi nha. Hồi đó con có hỏi má rồi. Má nói hên xui. Ê, không có giỡn nha mày. Con nói chơi à ba. Mày con nói ba rồi, tự nhiên giờ ba kêu con nổ, con biết sao con nổ. Con không có nổ được. Thì mày nói mày làm bộ trưởng ở trong dinh tổng thống cho tao. Thôi không được, không có biết nổ. Ba kêu cái khác đi, không làm, không nổ. Nè, nghe tao nói. Tự nhiên má mày mất sớm, một tay tao nuôi mày khôn lớn, hiểu không? Rồi tao lo mày qua Mỹ. Bây giờ mày muốn báo hiếu cái công ơn dưỡng dục của tao á, là mày phải nổ, hiểu chưa? Nổ chi vậy ba? Mình không nổ á, người ta sẽ coi thường mình, sẽ khinh rẻ mình là vì mình nghèo, hiểu chưa? Thì mình nghèo thì mình nghèo thiệt chứ bộ. Nhưng tao không muốn người ta biết cha con mình nghèo. Nghèo ai gả con gái cho mày? Hả? Nhưng mà bây giờ ba kêu con nổ rồi mai mốt người ta biết mình xạo đó, người ta còn coi thường mình hơn nữa. Chừng đó tính sao? Xã hội bây giờ đó là quan trọng cái mặt mũi, hiểu không? Như tao nè, ăn mặc như vậy, ra đường người ta kêu tao là đại gia, nhưng mà về nhà tối tao ăn mì gói. Đứng lại đây, đứng lại đi. Đứng lại. Ba thầy. Mày ăn mặc cái gì mà lát người ta qua người ta khôi thường chết. Sao vậy? Mày bằng cái outfit ba vô cho nó ngon lành. Thấy trời chưa? Ơi thôi trời, nóng nực lắm ba, thôi nóng con nực cái gì bận vô cái thôi. Mày quát vô nó lịch sự lên. Trời ơi ba ơi, cái quát ba
Cái gì? Hồi nãy cái bề ngoài của ba đó sao? Nhìn quá sang à. Mà sao bề trong của ba nhìn giống cái bang? Ba làm cái gì vậy? Không thành vấn đề. Bây giờ đó, cái gì đó là ăn thua là bề ngoài thôi. Bên trong sao cũng được, mày không? À? Mày cứ bận gì đó ba. Thôi thôi thôi, con nè, chùm lên đi ba, hơi khách khứa tao. Mày cứ bận vô đi. Tao vô tao có chuyện lo mà. Tao chuẩn bị rồi. Ba ơi là ba, thì có sao giờ về mà ba thay đổi quá luôn á. Tự nhiên là kia bận vô đó là cho ba vui thôi á. Cười cái gì? Ba làm cái gì vậy trời? Ủa tao mua áo buy one get one free. Tao tính trước rồi. Cái tao lợi hại không? Ba đứng ra 18 50 cho con. Sao vậy? Ba đứng gần nghe tao tưởng đâu hai cha con sanh đôi á. Khùng mày. Tao nói anh em xin đôi chứ ai nói chào người xin đôi. Đó bận áo lên. Rồi sao bận áo lên vừa lòng chưa ba? Vừa lòng. Sống như vậy mới là sống kiểu đại gia rồi biết không? Trời đất ơi. Ba ơi. Đại gia là cái gì ba biết không? Mà xong thấy nãy giờ ba cứ vỗ ngực ba nói ba là đại gia vậy? Biết sao không biết? Đại gia là gì? Đại gia tức là đại gia. Chứ sao? Đại gia là đa dạy. Đa dạy là hằng hà sa số cái dạy. Mà cái dạy lớn nhất, nguy hiểm nhất đó là dạy gái. Cho nên đại gia là cách viết ngược lại của hai chữ dạy gái thôi, đâu có gì đâu. Ba vỗ ngực xin tên như vậy. Dẹp đi. Còn lát nữa qua ta sẽ giới thiệu mình là bác sĩ. Trời đất ơi, nghe chưa? Có biết khám gì đâu, tự nhiên kêu làm bác sĩ. À đúng rồi, rủ nó kêu mày khám mày không biết làm sao. Nếu thì mày là nha sĩ đi. Nha sĩ có ai có hàm răng như con trời. Đúng 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 đúng. Mày giỏi. Bây giờ ở bên Mỹ mày làm cho công ty nào? Thì con làm công ty điện lực, hàng ngày đi đến nhà ta ghi đồng hồ điện để tính tiền á. Được rồi, tao giới thiệu mày là giám đốc công ty điện lực. Được chưa? Có điện giật con thì có. Cứ vậy đi mày, đừng có cãi tao. Ba con sợ, ba muốn gì ba làm đi. Hai mẹ con này hẹn giờ này chưa thấy qua nữa. Hể quá rồi, chưa thấy qua. Mày, ba hẹn với tao mấy giờ? Cái gì vậy ba? Nghe, nghe gì không? Ba, hả? Nhạc Bến Thượng Hải mà sao giống như là đi ăn đám cưới nữ hoàng anh vậy ba? Không phải đâu, đây là bên vợ tương lai của mày đó. Cô dâu mới đi coi mắt ngày đầu tiên sao bận bộ đồ đen thùi, nhìn giống mà mệnh phụ phu nhân quá. Nói má rồi, má làm riết người ta tưởng má là cô dâu chứ không phải con nữa. Xin lỗi, tôi là má của cô dâu chứ không phải cô dâu. Xin giới thiệu, đây là con gái của tôi. Nó đeo túi LV, chắc là biết nó tên gì rồi phải không? Nó tên Lê Vi. Còn tôi đeo túi Gucci là biết tôi tên gì rồi phải không? À, bác đeo Gucci vậy là bác tên chỉ... Ấy, bậy bạ, tôi không có chỉ cái gì hết. Tôi đeo túi Gucci là tại vì tôi sanh ở Gucci. Đeo Củ Chi, sanh ở Củ Chi. Ừ. Bữa nào bác đeo Dior, bác sanh ở Mỹ Tho. Xin giới thiệu với gia đình, tôi là mẹ của cô dâu tên là Lý Lệ Thanh. Ồ. Tên giống tài tử Hồng Kông quá ba. Đúng quá con ơi. Dạ. Dạ xin hỏi anh Tiêu là cháu Tùng về chưa? À, xin lỗi chị. À, tôi quên giới thiệu, đây là cháu Tùng, con trai tôi, Việt Kiều Mỹ mới về đó chị. À, cháu Tùng đây sao? Dạ. Nhìn giống đồng phục quân đội quá, tưởng hai anh em. À, con à, con qua con chào bác Tiêu với anh Tùng cho phải phép nha con. Dạ. Dạ, con chào bác Tung anh Tiều. Hả? Dạ, bác Tiêu anh Tùng. Tên gì kỳ với má, tên gì Tung Tiều, Tiêu Tùng vậy? Bởi vậy hai cho con Tiêu Tùng cho nên không ai dám hợp tác làm ăn hết trơn. Dạ con chào bác. Chị ơi. Chào em Lê Vi. Dạ dạ mời chị với cháu ngồi ạ. Dạ. Dạ. Má ngồi đi má. Dạ.
Ở bên Việt Nam mà bác với em chịu chơi quá, xách Gucci với LV. Ở bên Mỹ có nhiều người cả đời không dám xách hai cái hiệu này đó bác. Ba tìm gì vậy ba? Ủa tôi tìm gà sống chuồng á mà. Anh xui, tôi cười đó. À, xin lỗi. Dạ. Dạ, thiệt tình nói ra thì không phải phép, nhưng mà tôi cũng xin lỗi trước nha. Dạ. Ba cái đồ quỷ này á, coi như đồ bỏ trong gia đình tôi vậy đó mà. Đó, lỡ sanh con Vi ra, đặt cái tên Lê Vi, cái từ nhỏ tới lớn toàn là mua túi LV cho cháu nó đeo không mà. Còn tôi đó thì tôi yêu cái quê hương của tôi. Tôi sanh ở Củ Chi cho nên là toàn là túi Gucci không à. Hồi ông nhà tôi còn sống có mua cho tôi mấy cái túi hầm bét mà tôi không có đeo. Ủa sao vậy chị? Tôi sợ tao nói tôi hầm hố. Tao nói gia đình có của cho nên là mẹ con thích cái túi nào là cứ mua về vậy đó. Hồi nãy chuẩn bị qua đây tao nói mở cái tủ ra lấy túi mà cả trăm cái túi nó ập vô trong người vậy đó hà. Yeah. Anh với bác biết không, má con có tiền nhiều quá riết rồi cứ mua tầm bậy tầm bạ không à, chứ con không có thích xài mấy cái hàng ngoại, tại vì mỗi lần đi ra đường lựa nó cũng mất thời gian lắm á bác. Chị ơi, hồi nãy tôi có nói thằng Tùng rồi à, nói về chị với thằng cháu đây. Dạ. À, chị có một đứa con gái thiệt là đẹp nè. Dạ. Ngoan hiền, cho nên chị sẽ gặp cái nơi xứng đáng chị mới gả. Dạ. 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 Vậy đó chị. Dạ thiệt, nghe anh nói tôi suy nghĩ đúng là thiệt là đau lòng. Tôi đó thì chỉ có mỗi mình con Vi thôi. Nó là chìa tay hòm chìa khóa của gia đình tôi. Yeah. Đã vậy cháu quán xuyến hết trong nhà. Nhà thì có hai mẹ con, cho nên bây giờ mà gả cháu đi đó thiệt là đau lòng. Đứt từng đoạn ruột. Yeah. Cả nhà im lặng đi. Có nghe tiếng gì không? Dạ nghe gì? Nghe gì đâu má. Tiếng ruột của tôi đứt đó. Ê, trời ơi. Gì vậy anh? Ruột chị đứt rớt nè. Anh xui này giỡn hoài nha. Không, thật ra. Nên là bây giờ đó là phải kiếm cái chỗ môn đăng hộ đối. Gia đình có ăn học đàng hoàng mới gả cháu Vi đây. Dạ đúng rồi đó bác. Bác biết không, thật ra có nhiều người đeo đuổi con lắm mà con không có để ý. Tại vì con ghét nhất là mấy thằng cha đào mỏ. Mà ha, đặc biệt là ha, mấy thằng cha già ha, mà xúi con mà đi đào mỏ tiền của má con đó bác. Cho nên hả, thật ra họ đâu có thương yêu gì con đâu phải không? À, đúng. Con nói đúng á. Thời buổi kinh tế khó khăn bây giờ, người ta cũng là cứ nhắm vô cái gia tài của má của con hết trơn hết trọi á. Bác thì ngược lại, bác không có vậy đâu. Bác cho thằng Tùng lấy con á là tại vì á, bác thấy à, con với lại má con là cái gia đình đàng hoàng. Chứ dạ, đối với bác tiền bạc không nghĩa gì, phải không chị? Dạ. Kinh nghiệm mấy lần má qua nói chuyện với anh xui đó. Dạ. Đeo cái lưới này nó giảm từng bớt từng sức âm thanh dữ lắm á con. Chị nói sao? Dạ ý em nói anh có cái phổi tốt. Dạ cảm ơn chị. Bà. Bà. Gì con? Bà thấy không? Bác người sang trọng quý phái, nói chuyện phải từ tốn nhẹ nhàng. Chứ ai như ba ào ào vậy? À. Dạ thưa bác, à, vốn là... Thôi mày, nói bình thường đi. Con cũng bị liệu. À, dạ thưa bác, à, nãy ba con có nói là bác trai bên nhà à, bị tai nạn xe mất. À, mà xin lỗi, xe gì đụng mà dữ vậy bác? Chị ơi, anh chết sao chị cười vậy? Dạ không anh xui, tôi khóc đó chứ. À dạ. Thiệt nói ra thiệt là đau lòng. Ông nhà tôi, ổng tai nạn xe. Dạ. Ổng bị xe cấp cứu tông chết. Ủa, xe cấp cứu là tôi thấy nó chạy, nó hú còi, in ổi lớn lắm mà sao ở bên nhà bị lãng tai à? Đâu có, nói ra thiệt đau lòng. Đúng rồi đó anh. Ông nhà tôi được cái rất là thính tai. Dạ. Đứng 20 mét mà ho thôi ông nhà tôi nghe còn rõ mà. Nhưng mà cháu đi lâu rồi cháu không biết. Ở Việt Nam mình bây giờ kẹt xe dữ lắm.
Chiều tan sở tan tầm ra, ngã tư, ngã sáu, ngã bảy, bùng binh nào cũng kẹt xe hết đó con. Dạ. Rồi cả ngàn người ập ra đứng ngay cái ngã bảy đó, không biết đi ngã nào. Lúc đó xe cấp cứu mới xuất hiện. Cháu cứ nghĩ đi, xe cấp cứu nó cứ ò e, mà bảy ngã nó đi ngã nào. Ây, nghĩ lại thiệt là đau lòng. Chồng của tôi đang bấn loạn không biết đi ngã nào, thì bỗng nhiên nghe một cái xoẹt. Xét đánh hả chị? Dạ xét nào mà đánh nổi chồng tôi. Xe cấp cứu nó tông ổng. Trời ơi. Lúc ổng chết rồi mà ổng còn nắm chặt tay tôi, ổng hỏi một câu. Ổng hỏi gì chị? Xe cấp cứu nó chạy đường nào vậy bà? Trời đất ơi. Đó, chết mà ổng còn không biết tại sao ổng chết. Bởi vậy đường xá bây giờ thiệt là đau lòng. Bác thấy không, má con bởi vì lúc ba con mất đó, cái buồn phiền đó, lo làm ăn với lo nuôi con không à. Riết rồi má con không có sửa soạn gì hết trơn á. Trời đất ơi, chưa sửa soạn nữa ha. Dạ. Mà tôi thấy cũng đẹp á chứ. Giờ bác mất rồi còn có hai mẹ con, hoàn cảnh thấy cũng neo đơn hả bác? Dạ. Thì mọi người nhìn vô cũng thấy gia đình tôi đó bây giờ rất neo đơn. Nhà thì chỉ có hai mẹ con thôi. Nhưng mà được cái ông nhà ổng mất đi đó, thì ổng cũng để lại cho con Vi với tôi một căn nhà nhỏ nhỏ. Hai mẹ con gọi là nhà, nhưng láng giềng người ta gọi là resort. Thì đó, nó ở cũng gần thôi, một cái bãi biển nhỏ thôi, nhưng mà cả nước ai cũng biết đó là bãi biển Mũi Né. Căn nhà của tôi thì nhỏ thôi anh à. Dạ. Anh xui sau này có làm xui với tôi đó. Dạ, thì mời anh xui về đó nghỉ dưỡng. Dạ. Sáng sớm mình nên chạy bộ, 5 giờ sáng anh chạy bộ một vòng nhà tôi thôi, về tới nhà anh ngủ luôn là vừa. Nhà lớn quá con ơi. Bà lớn ơi, lắm á. Nhà lớn con sợ ma. Ủa vậy? Má, sao anh con sợ ma không em? Má đưa mấy cái căn nhà bên Phú Mỹ Hưng cho anh. À, trời ơi, nhắc mới nhớ. Bị gì để lâu quá, bởi không có con Vi là cỡ như là mất cái đầu của tôi luôn vậy đó. Yeah. Còn mấy căn nhà bên Phú Mỹ Hưng để cho cháu nó về nó nghỉ ngơi. Yeah. Nhà ở Phú Mỹ Hưng tôi còn mấy căn để trống á, không có cho người ta mướn, sợ cho người ta mướn làm hư nhà mình. Dạ. Nhưng mà Phú Mỹ Hưng cơ sở hạ tầng thì đẹp tốt lắm. Chỉ có điều là từ khu quận nhất mình á, khu trung tâm mà chạy vô chổng đường xá nó hơi xa xôi, bị chưa có làng đèn. Dạ. Đèn đuốc thì tối hù à, cho nên đường đi nó hơi gian nan. Ủa tại sao vậy chị? Tại gặp nhiều giang hồ. Tao nói đường tối hù à, có nhiều khi mấy người bạn tôi thăm tôi á, khi đi thì bằng Honda, mà khi về thì bằng băng ca. Ủa sao bằng băng ca? Trời đất ơi, đường nó tối quá giang hồ nó giật xe. Trời ơi, trời ghê nhưng quá vậy bác. Nhưng mà gia đình cứ yên tâm, trời ơi, tôi cả đời có bao giờ đi Honda đâu mà lo. Yeah. Tôi mới mua 6 chiếc xe hơi. Yeah. 6 chiếc Rolls Royce đó anh. Dạ xe gì mà nói không có suông miệng vậy chị? Dạ Rolls Royce. À Rolls Royce, vậy mà tôi tưởng bán xôi. Mua mấy chiếc cho người ta mướn. Thôi, con lấy chìa khóa cho anh qua bên bển nghỉ dưỡng đi con. Dạ, ở cái nhà này nó hơi ngột ngạt, xin lỗi anh xui nha. Dạ. Trời ơi. Chưa. Cái gì vậy? Thiệt tình à, đúng là con cái con hay quên cái này, chìa khóa két sắt của má. Con quên, nhiều quá con quên. Mà thôi đi con, qua bển rồi xa xôi, gia đình mình không có tâm sự với nhau được. Yeah. Xin phép anh xui cho tôi nói chuyện với thằng nhỏ một chút nha. Dạ, yeah, mời chị. Thiệt tình á. Yeah. Ngồi đây gia đình mình con nói chuyện chút xíu nha. Yeah. Con. Dạ. Yeah. Nói nè. Dạ. Yeah. Qua bển á, nay cũng gần 30 mà chưa có lấy chồng. Vậy là ăn học dữ lắm á nha Vi. Lấy chồng. Ấy trời ơi, bác lộn, ta nói nghe con lấy chồng cái bấn loạn hết trơn vậy đó hả? Yeah. Ngôn ngữ nó đảo ngược. Dạ. Yeah. Bác xin lỗi nha. Dạ không sao. Con Vi nó lấy được cháu là phước phần lắm đó. Yeah. Ăn học dữ lắm đó nghe con. Dạ, tôn chỉ của con quyết không yêu để dành tiền ăn học, sống cô đơn cho con gái nó thèm. Ta nói có ăn học cái mở miệng ra cái là trời ơi tôi nói thơ văn vậy đó hà. Bác chịu anh Tùng. Ba anh nói là bác sĩ gì, anh bác sĩ ngành gì vậy anh Tùng?
anh đâu phải bác sĩ. Con đừng có giỡn mà con. Anh đúng ra là anh là tiến sĩ. Mà ở bên Mỹ tiến sĩ thì người ta cũng gọi là doctor. Mà bác sĩ thì nghe thôi cũng gọi là doctor. Rồi cái tờ cái ba anh nghe chắc hiểu lầm á. Dạ, yeah. Lộn. Thiệt tình nghe. Dạ sao? Nói ra thật là đau. Đau lòng. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà kỳ này không có đau lòng mà thiệt là đau bụng. Hả? Sao vậy? Cười anh luôn đau bụng luôn á. Yeah. Lớn tuổi rồi nên học English for today. Yeah. Ba cái chữ tờ mà lộn nó kỳ lắm. Dạ. Yeah. Bên đó cháu làm ngành xây dựng hả cháu? Dạ đâu bác. Ngành xây dựng là contractor. Còn con là tiến sĩ, là doctor. À vậy hả? Yeah. À, tôi cũng lộn. Thiệt là đau lòng. Mày mốt tôi học English for today đi theo học luôn cho nó tiện nha. Anh này giỡn hoài. Anh Tùng, vậy anh làm tiến sĩ mà tiến sĩ ngành gì vậy anh? Anh á hả? À, anh tiến sĩ ngành không gian. À, anh là phi hành gia đó em. Ủa gì hả? Bây giờ á mà em hỏi anh cái chuyện trên trời anh mới biết nha. Chứ... chứ bây giờ em hỏi anh chuyện dưới đất là anh bó tay á. À vậy là anh là tiến sĩ. Anh phải phóng phi thuyền ra khỏi không gian phải không anh? Đúng rồi đó con. Nó phóng lên phóng xuống hoài à. Tối nào nó cũng phóng á. À không, tối nó phóng lên cùng trăng chơi, tối nó về. Gặp gì phóng cái đó. Trời ơi, chức vụ cao như vậy chắc là lương tháng cũng bộn lắm ha cháu? À, dạ cũng đủ xài à bác, tháng chắc được 200. Ấy 200 ngàn. À đó 200 ngàn chị nghe. Anh xui này thiệt là tiền bạc đối với bác á, nó không có quan trọng. Dạ. Đây nè, sao về này á, về làm rể đó. Dạ. Rồi bác cho căn nhà liền ngay lập tức nghe. Dạ. Tiền bạc nó không có quan trọng đâu. Sau này con về đó con cứ xin xuống làm văn phòng được rồi. Đừng có bay lên cung trăng chi hết trơn á. Dạ. Lên chỉnh ngắm chị Hằng làm gì? Ở nhà ngắm con gái bác là được rồi. Con gái bác đẹp cũng ngang ngửa chị Hằng á chứ bộ. Mà con nhìn đi, con gái của bác đẹp là đẹp thiệt đó nghe, chứ không phải đẹp giả đâu. Dạ con biết, thời buổi này không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Đúng rồi đó con, cũng có nhiều người phụ nữ làm đẹp dữ lắm mà làm hoài nó không có đẹp. Ai vậy chị? Ai, nói ra thật là đau lòng. Tôi chứ ai. Thôi chị ơi. Dạ. Bây giờ vậy, không mấy tôi mời chị ra sau hậu viên tôi nói chuyện. Dạ. Để cái hai đứa nhỏ đó tìm hiểu chị ha. Tôi với anh ra bàn đám cưới coi đãi bao nhiêu bà. Dạ dạ. Hai con cứ nói chuyện nha Vi. Dạ. Thang thang thang. Đời tôi tàn. Đời tôi tan nát. Chỉ vì ly lệ thanh. Khổ quá. Không nhận mà anh vui tính thiệt á. Má em cũng vui quá trời. Nhìn hai trẻ cũng dễ thương. Ý anh nói gái Việt Nam giờ biết ăn cái giống gì mà em nào em nấy giò dài thòn lòn qua chân cầu Sài Gòn vậy. Nhìn cái giò trắng tươi vậy đó, không có một cọng gân xanh nữa. Vì ơi, em có tin là mới gặp đã yêu không em? Em không biết nữa. Vậy anh nói cho em biết nha. Yêu em yêu nhất trên đời. Vì yêu em chẳng tiếc lời khen em. Da em trắng tựa bánh kem. Nhìn em thôi cũng thấy thèm quá đi. Anh thèm à? Ăn đi. Kêu anh ăn rồi không sợ anh quất ngựa truy phong hả? Ủa mà quất ngựa truy phong là gì vậy anh? Bỏ của chạy lấy người. Em không có tin đâu. Anh biết không? Tại vì xưa giờ em gặp con trai đẹp nhiều lắm rồi nè. Mà không có ai đẹp trai như anh hết. Anh đẹp trai lắm hả em?
anh đẹp nha, mà chẳng những cái mặt anh nó thánh thiện, nó hiền từ, mà nó tỏa hào quang chiếu sáng luôn á. Có hào quang chiếu sáng nữa? Sao em tả anh nhìn giống bụt quá vậy? Mà anh biết không, đặc biệt á, anh có mùi thơm, mùi thơm Việt Kiều Mỹ á. Đi máy bay 2 ngày không tắm mà em kêu thơm. Em ơi, em với má em ở Việt Nam mà anh thấy già quá vậy rồi, tiền xài sao cho hết em? Em không có để ý tới tiền bạc của má em đâu. Mà bây giờ em quan tâm á là anh là phi hành gia, anh phải phóng phi thuyền ra khỏi không gian. Lỡ mà phi thuyền anh nó hết xăng, nó không trở lại trái đất, em buồn chết á. Buồn làm gì em ơi? Anh đâu có bay đi đâu đâu mà chết. Hả? Anh không có bay đi đâu, vậy là anh làm việc dưới trái đất phải không? Mà đúng rồi, tiến sĩ là làm việc dưới trái đất thì làm trong văn phòng để nghiên cứu phải không anh? Anh không phải là tiến sĩ, anh cũng phải là bác sĩ. Vậy anh có cái gì sĩ? Anh có liêm sĩ. Anh có liêm sĩ nên anh muốn nói cho em biết, anh chỉ là một thằng công nhân đi làm bình thường ở bên Mỹ hàng ngày như bao nhiêu người khác. Anh chỉ làm có 12 đồng một giờ. Anh phải là bác sĩ, không phải là tiến sĩ, không có phi hành gia hành tỏi gì hết á. Ba anh thấy má em giàu quá, ba anh muốn anh lấy được vợ giàu để sau này anh sung sướng, cho nên ba anh mới nổ để gạt má em. Cái gì? Anh nói ba anh nổ đi gạt má em? Trời. Em ơi, Vi ơi, Vi. Trời ơi, người ta đau khổ quá, người ta không có khóc được, người ta phải cười. Em ơi, em thật sự là anh nói lại đi. Anh nói ba anh nổ đi gạt má em. Ba anh nổ. Ba anh nổ cũng không có bằng má em nổ. Làm sao em? Thì má em cũng như ba anh vậy đó, nợ tùm lum hết trơn à. Ngày nào chủ nợ cũng tới kiếm chốn gần chết vậy đó. Rồi cái cuối cùng cùng đường, má em mới nói thôi giờ gả cho em Việt Kiều. Mà Việt Kiều phải đại gia mới ghê chứ. Mà muốn Việt Kiều đại gia thì mình phải giàu, để cho môn đăng hộ đói. Rồi riết rồi cùng đường bí lối, má phải đi vay mượn tiền để mua mấy cái đồ này cho em đeo nè. Trời ơi Vi, em nói thiệt hả Vi? Em nói thiệt. Mà em nói cho anh biết luôn, em cũng là Vi nữa mà, em là tên Lượm. Họ Võ. Cái má nói Lượm Võ nó không có sang, má mới sửa lại Lê Vi cho nó sang để mua LV cho em đeo đó. Trời ơi, nói vậy là má em cũng nổ, ba em cũng nổ, hai thùng thuốc nổ gặp nhau thành một thúng thuốc nổ. Trời ơi, Iran nằm sát bên Iraq là đúng rồi. Trời ơi. Em ơi, mà tại sao em nói thiệt cho anh biết vậy? Thì tại vì anh thiệt thà với anh không có nổ giống như mấy người Việt Kiều khác, cho nên em thích. Em thích thiệt không? Thiệt. Ủa mà sao tự nhiên nói thiệt cho em nghe vậy? Tại vì anh không thích. Anh không thích em hả? Không, anh nói là anh không có thích gạt gái đẹp như em. Anh chỉ gạt gái xấu thôi. Anh này. Anh nói chơi. Ủa ba má đâu rồi? Ở ngoài hậu viên bạn gì mà lâu dữ vậy ta? Chắc nổ quá, chắc banh luôn cái hậu viên ngoài đó rồi. Ê, cái hậu viên của anh á hơi bị nhỏ. Dạ. Sau này tôi về tôi đầu tư cho, làm cái hậu nó nở rộng cho nó đẹp. Dạ. Chị à, sao hay, anh? Hay là mình cho tụi nó đăng ký kết hôn đi, đám cưới tính cứ sao? Đăng ký kết hôn đi, ký giấy một cái tôi tặng cho một căn nhà. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, để đáp lại cái lễ đó, bữa nay tôi mời chị với cháu đi ăn nhà hàng 5 sao nha. Dạ. Dạ. Alo. Dạ. Phải nhà hàng đệ nhất hải sản không ạ? Dạ. Tôi là đại gia Trần Tiêu đây. Dạ, cho đặt một bàn 4 người. Dạ. 8 con tôm hùm,
hai con cua rằng muối. Một chai rượu chát một đô đời Napoleon. Dạ. Dạ. Thôi anh xôi, tôi có tuổi rồi, tối tôi không có ăn nhiều. Ủa chị không ăn gì hết trơn hả? Không, tôi ăn có một chén yến với hai con bào ngư thôi. Dạ, cho một chén yến với hai con bào ngư đó. Ba ba. Gì con? Ba order nhiều quá rồi, có tiền trả không ba? Mắc mớ gì tao, mày trả mà. Còn có 3.000 thôi đó, không đủ không? Alo. Dạ. Dạ cho tôi cancel cái tiệc đó. Dạ. Dạ dạ, dạ tôi biết dạ. Hải sản nhà hàng anh thì là ngon lắm dạ. Nhưng mà tôi ăn mì gói rồi, cảm ơn dạ. Gì vậy mày? Ba ơi, ba bể hết trơn rồi ba ơi. Bể gì? Lộn thì... má ơi. Thì con nói với, thiệt với Lượm là ba là đại gia dởm. Ai là Lượm? Dạ con nè bác. Con là anh Lượm. Má con là bà Lý bán trà đá ở Rập Lễ Thanh á. Cái tự nhiên cái đổi là Lý Lễ Thanh cho nó sang đó bác. Gì vậy trời? Trời ơi trời, gì vậy trời? Trời mày giết hay Lượm? Trời mày nghĩ sao? Má tập cực khổ quá mà con. Tao nói tập cả tháng nay nói chậm muốn thung thổi luôn nha. Lý sao mày nói mày đi lửa Lý cho nó là sao? Trời ơi mày chết rồi trời. Tao nói cho anh nghe nha. Anh làm gì làm nha. Anh có thể nào nói ngược nó ngang được nha. Lỡ là anh phải cho lấy à. Tôi báo cho anh biết nha. Anh ra ngoài cái Rạp Lễ Thanh, anh hỏi con Lý bán trà đá bán vé Chợ Đen là tôi làm trùng ở đó nha. Trời ơi, 500 con khán giả nó gây lộn bộn lại cho mỏ tôi nha. Bây giờ là anh nói ngang ngược phải cho hai đứa này cuối nhà mới được à. Ừ, thiệt anh á, anh nhìn gì, tôi rút hai cây xuống đậm lời mắt anh vợ. Trời ơi, bây giờ sao lỡ cuối mà cho cuối vô. Nãy ra được anh nói gì, anh nổ cho tôi mà. Nói gì, chị nổ nữa. Anh nói gì có chồng nãy ra đó là chuyện mấy triệu đâu. Không có làm xuống da chị chứ. Trời ơi, anh nói con anh là phim da, phim tội không biết hả. Bà ơi, 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 thiệt là đau lòng. Đau lòng cái gì? Ba ơi ba, bây giờ con mới biết tiếng sét ái tình là gì. Là cái gì? Hồi nãy giờ ở ngoài này con tâm sự với Lượm, hai đứa con thấu thông cảm hiểu nhau, cho nên con nói với ba là lần này về đây con quyết định là con phải lấy vợ. À, mày lấy ai? Lấy vợ kìa con, lấy vợ kìa. Em Lượm. Hả? Hả? Thiệt là vui lắm. Má con, giờ mới là má con đó má. Nãy giống gà thì giống quạ ghê. Ba. Hello, à dạ dạ em nghe, văn phòng nha sĩ à. Dạ em biết hôm nay em có hẹn với bác sĩ với nha sĩ mà. Dạ em tới liền, em tới liền. Dạ đang ở tiệm chè Hảo Ngọt. Thì ăn chè bị sâu răng rồi mới cho bác sĩ nhổ răng chứ. Dạ dạ yên tâm yên tâm, em đúng giờ lắm, chỉ có cái sai ngày. Ok ok rồi, bye. Ủa sao nãy giờ vô mà tiệm chè vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy ta? Bà bán chè. Dạ. Dạ em đây. Chỗ tiệm chè. Ở em giúp em đi da chè nha. Chi kỳ vậy trời. Bà bán chè. Dạ. Đứng lại. Dạ. Ủa, ly chè đâu rồi em? Em ra cây múa quá nó đổ rồi. Sáng giờ đổ 10 ly rồi đó, anh chưa bán được ly nào á. Trời ơi, em bán chè phải em bán thân đâu. Làm gì mà em ẻo quá ẻo lại. Nhí nha nhí nhảnh như con cá thẩm vậy. Hôm nay làm gì quất nguyên bộ đồng màu vàng khè vậy? Nhìn giống trái chuối không anh? Y hệt như trái chuối cao. Vậy hả? Bởi vì hôm nay em bán chè chuối mà. Chè chuối on sale đồng trái 1 đồng.
có chè chuối. Dạ có chè chuối. Trời ơi anh thích ăn chè chuối lắm. Dạ. Chè chuối ngon. Ngon. On sale phải không? Sale luôn. Cho anh ly chè ba màu. Trời trời trời. Không có liên quan tới chè chuối tôi vậy cha. Cái gì mà on sale làm sao mà ngon được. Thôi kệ anh ăn đi. Em tính giá đặc biệt. Có giá đặc biệt. Thích anh lâu rồi mà không dám nói không? Đàn ông nước Mỹ chết hết được phải không? Dạ, sao kỳ vậy? Tôi tự nhiên đàn ông nước Mỹ chết hết là tại sao? Thì anh mới nói tôi thích anh đó. Đàn ông nước Mỹ chết hết tôi cũng chừa ông ra, tôi không có thích nữa. Mơ không à? Em ác ghê luôn á. Bây giờ không thích anh, chứ hôm nay ngày gì mà có giá đặc biệt. Trời rồi ế mà từ sáng giờ tôi múa quá nó đổ mười mấy ly chưa bán được người nào, anh mở hàng cho em đi. Ế anh cũng ăn. Hỏi thiệt. Gì? Bỏ trong chè cái gì mà ăn xong về nhớ em quá à. Xạo dễ sợ. Bữa tôi thấy ông ăn bún mắm, ông cũng nói với mẹ bún mắm cái câu này là y chang. Má anh dạy. Lời nói em có mất tiền mua. Ăn chỗ nào mình cứ khen chỗ đó. Gặp đứa nào nó ngu cái nó cho mình free. Trời ơi. Không ai ngu mà cho anh phi hết trơn á. Ăn bao nhiêu tôi tính tiền bao nhiêu. Mệt quá đợi tôi chút xíu tôi tiếp khách bị handicap. Có khách hả? Khách vô đó trời. Khách giật quá vậy ta. Làm gì trời? Trời ơi, ổng làm như là lễ hội hóa trang hay sao? Hôm nay phải ngày Halloween đâu anh. Tưởng vô quán em hóa trang hay không? Mặt hồng quá ta. Có phải lễ hội vô quán tôi hóa trang chi vậy? Ăn cướp! Giỡn hoài luôn. Con lớn rồi chơi súng chi mà không biết cách. Ví dụ anh giỡn ta mà rút súng anh là ăn cướp. Là anh phải chỉa ngay đây nè, thấy không? Chỉa ngay chỗ này là nó xì xọ. Còn chỉa cái này nó xì cái khác là đền cho tôi. Cái gì vậy? Tao làm cướp nè. Lên đạn cạc cạc là cướp thiệt là. Vô đánh lên. Thầy anh ơi em là. Vô cao lên. Vô cao quánh hở áo. Bốc tiền ra. Anh khó quá kêu giơ tay rồi sao móc tiền. Qua tay xuống. Dạ. Móc tiền ra. Dạ móc tiền. Làm cái gì vậy? Anh mới biểu móc tiền ra đó. Móc tiền của bà kìa. Thấy không nói, không nói rõ nữa. Mà trong người em đâu có chỗ để tiền. Đi vô trong quầy. Dạ. Lấy tiền nhét đầy cái vali này cho tôi. Cái gì? Nhét đầy cái vali này. Nhét. Thôi đi ba. Anh nghĩ sao vậy? Hả? Anh nghĩ sao mà kêu nhét đầy vali? Tiệm hồng sàn, tiệm vàng tại sao không cướp? Vô tiệm chè mà không đòi đầy ba ly tiền. Vừa phải rồi chú. Dạ tính vậy được không? Giờ đi đâu chịu khó đâu chơi một vòng đi. Em bán từ giờ tới chiều em gom đầy ba ly em gọi điện tới lấy được không? Được. Được mà sao lắc đầu dữ hả? Đau quá. Làm gì đau? Cầm lấy cái tay ra chị ơi. Trời ơi, kẹt tay hả? Dạ để em vô. Dạ mà hả? Cửa lên đi. Dạ vô lấy tiền liền. Thằng kia, cửa cái gì? Dạ. Giơ tay lên. Bà bán chè. Dạ. Bà có bán mắm không vậy? Bán chè đâu có bán mắm. Xin ra. Ăn mặc bánh bao giờ không có tánh. Anh ăn cướp. Cái gì? Đi ăn cướp sao không đeo găng tay vô? Để lại dấu tay cảnh sát bắt á. Này mới vô nghề phải không? Ai nói mày tao mới vô nghề? Bữa nay là ngày đầu tiên của tao đó. Súng của anh. Sao hay vậy? Hồi xưa em làm ăn cướp mà. Giờ bỏ nghề. Tại sao bỏ nghề? Quay súng bị que giò. Thì điên rồi. Quay súng bằng cái tay bắn mới thì tao quay cái giò. Quay súng trúng chân què giò. Rồi sao bỏ nghề? Thì bỏ nghề luôn chứ sao anh nghĩ sao? Giờ què giò rồi cảnh sát giết chạy sao kịp. Đúng không chưa? Này mai mốt đi ăn cướp gặp thằng nào chỉ súng cướp liền. Đừng quay súng nha. À
Cảm ơn bà nha. Được rồi, để tao thanh toán con mẹ vàng khè bán chè này xong tới phiên mày. Anh, hôm mấy anh thanh toán em trước đi. Bị cướp mà cũng giành đó hả? Không phải, tại em có hẹn với nha sĩ đi nhổ răng nè. Mày có nước nhổ nguyên hàm chứ nhổ con cái dầm rồi vậy mày. Tao chưa thấy ai có hàm răng gớm như mày hết trơn. Mà tao nói thiệt. Sao anh? Mày mà hợp tác với là bà bán chè này là giàu to đó. Làm gì mà giàu to anh? Răng mày nạo dừa cho bả làm đứt cốt đó bán chè. Và anh nói em mới nãy em mới nhớ nha. Vậy là cả xóm này nó khen em có hàm răng tu nguyệt đó anh. Là cái gì? Tu á là râu, nguyệt là trăng. Râu trăng là răng trâu á anh. Răng mày răng khủng long cái tâu gì? Giờ có răng thì ghét. Bóc bóc ra. Anh em đồng nghiệp với nhau không mà bóc ra. Ai đồng nghiệp với mày? Bóc bóc ra. Dạ bóc thiệt hả anh? Tôi đây. Ăn mặc đẹp gì mà có 20 à? Thời buổi kinh tế khó khăn, trộm cướp đầy đường anh ơi. Em khôn lắm, em có giấu tiền một chỗ đâu. Mày giấu đâu? Em giấu dưới vớ nè. Giấu vớ? Dạ. Mày hay quá. Móc ra. Hả? Móc ra. Trời ơi, sao tôi ngu quá vậy nè trời. Giấu có 20. Giờ cái mặt là thấy nghèo à. Nè anh. Gì? Ăn cướp tao nha, đừng sỉ nhục nha. Gì vậy? Anh nói ai nghèo? Đứng lại. Gì? Anh nói ai nghèo? Mày nghèo chứ ai nghèo? Không dám nghèo đâu. Xin lỗi anh à, trên người tôi còn một thứ quý hiếm nữa. Cái gì? Cái đồng hồ Rolex nè. Nè thấy không? Trời, tao nói nó chiếu sáng luôn á. Cầm thôi nha, hơn 1000 luôn đó anh. Rolex hả? Dạ, dạ. Tháo ra. Tao không được rồi. Sao hôm nay tôi ngu quá vậy nè trời. Hàng thiệp hàng giỏ mày? Không biết nữa anh ơi. Cái này em trơn của ông già em á. Mà em nói nghe, ông già em á không bao giờ xài hàng thiệp. Thiệt hay giả tao không cướp. Mày xong rồi đó, đi đi. Dạ, cảm ơn đại ca. À, đi luôn nha bà chủ. Trời ơi, chưa có thấy con mẹ nào mà đá lông nheo xấu như bà này vậy á. Cái gì đó? Anh, làm như ý bà là muốn em đi báo cảnh sát cho bà. Mà em có ngu. Thà là tôi mất 40 với cái đồng hồ mà nó khỏe, đúng không? Bây giờ đi báo cảnh sát nè, làm nhân chứng nè, cả ngày mệt thấy bà luôn à. Đúng không anh? Đúng. Cướp em rồi, giờ quay qua cướp bà đi. Nó lắc anh á. Xong chưa? Dạ xong rồi. Hả? Dạ xong rồi mà em sợ anh khiêng không nổi. Cái gì khiêng không nổi? Tiền 25 sen mà ba bao tải luôn. Ai kêu mà lấy mà tiền 25 sen? Hồi nãy anh vô anh không nói. Anh nói lấy tiền cắt em lấy tiền cắt. Tôi kêu mà lấy tiền giấy. Anh cướp mà anh khó. Thấy không? Anh phải dạy em. Anh vào vô phải nói cướp tiền giấy. Anh vô nói cướp. Ông nãy giờ em đổi tiền cắt thấy bà luôn á. Dạ tôi kêu lấy tiền giấy nghe chưa? Dạ. Tiền giấy. Dạ dạ em biết rồi, em vô lấy tiền giấy cho anh. Nóng quá vậy ta. Anh đeo mặt nạ vô. Ăn cướp mà anh tháo ra vậy nè, lỡ hồi nào nó đi ngang nó nhận diện được anh, nó báo cảnh sát là tiêu đời. Biết rồi nhưng mà trong này nóng quá, sao mở máy lạnh vậy? Dạ có máy lạnh chứ mà bị gì hôm nay nó hư. Sao không kêu thợ sửa? Em kêu rồi mà sao tụi nó làm ăn gì không tới sửa ta. Bậy quá. Kêu thợ nữa, lần nữa coi. Em mượn điện thoại coi. Điện thoại bà đâu? Hư rồi. Sao cái gì cũng hư hết trơn vậy? Người em còn hư đừng nói gì đồ. Thấy ngoài tươi tốt vậy chứ trong heo queo mà. Nè nè. Dạ. Trời đất ơi, chưa cướp gì thấy lỗ. Thoại xịn dữ vậy trời, ăn cướp sao thoại xịn hơn tôi nữa nè. Lẹ lên. Dạ. Alo, tiệm máy lạnh băng giá hả cưng? Sao không tới sửa máy lạnh cho chị cưng? Tiệm chè hấu ngọt nè. Mai hả? Không được đâu, mày tới sửa liền đó mày. Mai gì nóng chết rồi nè, thằng cướp nó vô nó cướp nó rầy tao nè. Không có thiệt, mày tao giỡn sao mày không tin nè, ra mặt lời nè, anh nói tiếng cho nó tin em coi. Nóng quá. Đó. Nóng quá mày nghe không? Em không có tới sửa được tại vì hôm qua em cũng bị cướp nữa hả? Tội nghiệp quá hả? Hỏi con này có cướp không? Anh hôm qua anh có cướp cái tiệm máy lạnh không? Cướp nhiều tiệm mà không có nhớ. Nó nói cướp nhiều tiệm mà nó không có nhớ. Nhưng mà không sao đâu. Nãy nó nói là nó cướp tiệm chè lần đầu tiên. Có nghĩa là cướp máy lạnh em rồi, qua cướp tiệm chè mới là lần đầu tiên hả? Không thấy em tả coi. Con này nó mập hơn chị em. Nó cao bằng chị. Gì?
Không, anh leo lên ghế anh mới cao bằng em. Em cao bằng anh. Mày nó không có mông, đúng rồi. Ê, cái mặt nó mặt mâm, thấy thương lắm. Để tao tâm sự nó một chút. Anh nghỉ nghề anh cướp đi. Anh về anh phụ em bán kè, hai đứa mình giàu luôn á. Sao giàu? Cái mặt của anh mà ngửa lên vậy nè, để 8 chén kè thêm 2 chén nước dừa còn dư chỗ à. Mặt mâm mà phải mâm thường, mâm đi bán á. Giỡn mặt với bà hả? Anh lên. Anh không chịu, anh nói giỡn mặt với anh không chịu. Có cái bụt rùi dê chó nằm ngay đây, cái cưng với cưng hiểu lắm. Đúng rồi. Bạn ơi bạn. Hả? Điện thoại của mình đó nha. Nó lẹ lên chút. Điện thoại của mình bạn mới tám nãy giờ, chứ điện thoại của bạn bạn cúp lâu rồi. Sao? Mày tới đêm nay chị bán chè chuối âm sale, đồng trái, trái ăn đồng. Ăn giúp chị nha. Tới đi, mày chứ tính mày nóng rồi, mày tới chị sale cho. Thằng đó chị nó ghét chứ sao, nghĩ sao. Chưa thấy con mẹ bán chè nào mà mắc bố như mẹ này. Có chuyện không có điện thoại mà cười sằng sặc như mẹ khùng. Tới mày thiệt, ủa sao nói chuyện mày sao mày trả lời trả vốn như mày. Mày không có lịch sự mày phải trả. Hả? Điện thoại mới đây đâu rồi? Đây nè. Ủa sao lấy lại vậy? Lấy lại gì, nó nói tốn tiền của tôi quá. Anh bậy lắm. Anh vô anh cướp của tôi bao nhiêu tiền được, có một cuộc điện thoại tiết kiệm cho tôi nha. Giận anh tôi lấy tiền anh đi sớm. Không chưa? Một chút. Giấy phải không? Đếm lẹ lên. Thôi em chút chứ, em đếm cho nó kỹ lát còn khai báo với cảnh sát. Anh cướp, anh có receipt không? Cái gì vậy? Anh cho em để em khai thuế. Khai thuế gì? Không chừng cuối năm nó trả là em mớ à. Giỡn mặt với bà hả? Đi ra ngoài. Dạ. Để tôi đếm. Đếm đi anh. Lòng quá. Dạ. Ôi, cầm giùm coi. Dạ cầm. Chỉ ở đây phải không? Anh ấy chỉ cho đúng chỗ. Không biết chỉa súng hả? Đó giờ đâu có đi cướp đâu biết chỉa súng. Tôi dạy cho nghe chưa? Dạ. Chỉa không ai chỉa ở đây hết trơn. Chỉa đâu? Chỉa phải chỉa ở đây nè. Có gì bắn xì xò cái không? Ừ. Chỉa ở đây bắn xì mỡ cái không? Cái này phải không? À. Là cái mặt cái má hát giống anh cướp anh. Ủa tôi không cướp mà anh cướp vậy? Cái mặt em thánh thiện gì sao cướp? Cái mặt anh mới cướp nhưng mà em không có cướp. Bà bị em cướp. Em bị cướp. Bà quay súng mà chỉa gì chứ? Ha. Quên thiệt mới vậy. Tánh mau quên quá. Thôi xong rồi. Mệt quá. Có bụng quá có gì ăn không? Dạ chè chuối on sale một đồng một trái. Trái ăn đồng. Cho con trái đi. Dạ. Dạ đây. Sẵn sàng. Ừ. Nhiêu vậy? Dạ 3 đồng. Sao mới nói đồng trái? Anh thấy không? Cái tánh của anh nóng quá anh không có để ý. Anh nhìn trên kè nè. Em có chen hai bên hai viên cho nước thấy không? Hai viên cho nước rõ ràng luôn. Đúng rồi. Trái chuối hai viên cho nước đàng hoàng. Lạ quá. 3 đồng. Nè 5 đồng á, khỏi thói. Trời ơi, sợp quá nha. Tiếp luôn khỏi thói luôn nha. Mặt thì quen dễ sợ luôn á. Làm gì mấy bữa trước tới đây ăn chè của tôi rồi cua tôi không được, giờ quay lại cướp tiền tôi là sao? Quen quá. Nè. Dạ. Có chồng chưa? Dạ có rồi. Ừ. Nhưng mà anh cứ nói đi, em còn bỏ nó kịp mà. Nói chuyện dễ thương quá. Dạ. Tối rảnh không? Dạ rảnh dữ lắm, bán chè buổi sáng chứ buổi tối rảnh mà. Ừ. Tính mời nhà hàng ăn mừng. Ăn mừng vụ gì? Mới cướp tiền xong nè. Trời ơi, giết quá à. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ, nói đi anh. Em buôn bán bây giờ đó, thời buổi giờ kinh tế đang xuống, nghe không? Em thối tiền thấy coi chừng tiền giả, nghe không? Dạ, dạ. Nè, anh thấy nè, tờ 100 này là tờ 100 giả rồi đó. Sao, 100 giả? 100 thiệt đó, là cái mắt ông Phan Linh này ông dòm lên trời. Cái tờ này ông nhìn xuống đất. Đâu? Nè. Hai nhìn xuống đất nè, tôi tại sao ông nhìn xuống đất vậy? Ông biết tiền giả, ông buồn, ông nhìn xuống đất. Hay quá. Còn muốn em nhìn, em muốn phân biệt lẹ nữa đó. Dạ. Em lật ra làm sao, em thấy cái hàng chữ gì không? Chữ gì? Ngân hàng địa phủ. Anh kéo hoài à. Thôi, có khách rồi. Có khách, để em tiếp khách. Trời ơi. Ông này còn hay đi kép nặng hơn anh hồi nãy nữa. Anh tiếp ổng nha. Làm như giật đập cuốn rồi chết luôn hay sao, giật quá. Nay sao dân chúng buôn xa hiền rình cả buổi sáng giờ không thấy ông nào bà nào vượt đèn đỏ chạy quá tốc độ. Ăn chè đi rồi tính. Ây da, quá trang mà sao sống giống police thiệt quá ta. Giống y chang luôn, mặc đồ giống quá. Police thiệt chứ bộ. Police thiệt hả? Chứ sao? Thằng thiệt phải không? Chứ sao? Hiếp. Stop. Hiếp. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy?
Nhìn cái tướng mà đi, rồi bà nhìn cái mặt tôi nè. Xí quách còn đâu nữa mày. Vậy bà không có chè gì không? Dạ chè chuối ông xeo động trái, chạy anh đóng. Chạy anh đóng động trái. Nói chung là hôm nay là xeo chuối đó. Rồi cho một trái đi. Dạ. Ê ông anh ơi. Đó. Nhớ xin thêm hai viên nha. Dạ. Mà xin viên bự á. Viên nhỏ là tôi ăn vỏ ẹt à. Rồi cho một trái hai viên đi. Anh muốn ăn mấy viên cũng được hết trơn á, em không dám tính tiền đâu. Trời đúng, rồi, đúng rồi. Làm nghề cảnh sát là vào sanh ra tử, nhưng mà được có cái lợi là mỗi lần đi ăn thì chủ quán không tính tiền. Dạ. Nếu tính tiền thì tôi nghĩ mẹ nó. Dạ đúng rồi. Anh mặc cái sắc phục như vậy, ừ, với lại hàng anh dài như vậy. Cái gì? Hàng gì vậy? Cái cây này nè, cây này nè. Cái cây này là cái cây ba to. Cây hả? Cây ba to. Đó giờ em biết cây này gọi là cây ba to. À. Cây ba to dài vậy nè, cộng với cái mặt cô hồn của anh. Đấy. Cái mặt hồn nhiên. Hồn nhiên. Hồn nhiên y như chó điên nè. Đấy. Em quýnh quá, em gặp anh em mừng em quýnh. Nói tóm lại là ông nội em cũng dám tính tiền anh. Tôi hỏi cô cho làm cảnh sát á, một năm được nghỉ 3 tuần bên kia sân. Dạ đúng rồi. Mà một lần cởi được cái bộ đồ này ra rồi người nó thảnh thơi lắm. Dạ thảnh thơi. Nhưng mà kẹt một cái mỗi lần đi ăn phải mặc vô. Mặc chung chí. Trời ơi, không đi mặc vô, đi ra nhà hàng ăn là chủ quán vẫn đưa bill tính tiền như thường à. Hay quá, tính hay. Ơi, vậy mà mốt vậy hưu á, đề nghị ông banh giữ là bộ đồ này đi. Chi nữa? Để ăn chè khỏi ra tiền. À đúng rồi. Ê, nè nè nè, là chú. Làm gì vậy? Trời ơi, chỗ quán xá mà ngồi đếm tiền đây mà cướp nó vô nó thấy được là vong mạng nó dẹp vô. Dạ không sao, sắp xong rồi. Cướp. Cái gì? Cướp. Ai cướp? Cướp. Tôi vô anh chè cho anh cướp cái gì? Trời ơi, sao ngu dữ vậy ba? Ba cẩn thận lời nói bà nha. Tôi công ba vì cái tội phỉ báng nhân viên công lực trong lúc thi hành nhiệm vụ ạ. Dám đang thi hành nhiệm vụ đâu, vô đây ăn chè chuối chùa của tôi chứ thi hành gì. Anh sợ quá à, để ý giùm tôi nè. Cướp. Ai cướp? Cướp. Thôi bà xích qua coi. Bà nghĩ sao mà bà nói người ta ăn cướp? Trời ơi, cái dáng đó nhiều lắm là anh giật anh thiếu mà không biết nó dám ăn chưa đó. Tôi cho gan lắm là đi ăn cắp vặt thôi. Hả? Trời ơi, cái mặt nó khờ thấy bà luôn mà anh cướp cái gì? Gì? Nói gì mặt khờ? Mặt này không có khờ. Cái này là mặt ngu. Nó khẳng định mặt nó ngu kìa ông nội ơi. Tôi nói cho bà biết đó. Tôi làm cảnh sát đã 18 năm rồi. Mà 8 năm trời đó là tôi đã làm xếp băng đảng rồi. Trời đất ơi. Thế sao? Chùm băng đảng hả? Thế sao? Nãy giờ anh không nói mới để ý cái mặt anh nó ác mà nó ghê đi như chùm băng đảng à. Không có thích hợp làm bullet chút xíu nào phải không? Không thích hợp. Không có tôi nói cho bà nghe. Xin lỗi anh. Tôi đã bắt bao nhiêu vụ nổi tiếng rồi. Dạ. Chứ không phải là trời ơi bà nghĩ sao? Tôi hỏi bà một câu thôi, trên thế giới này có thằng nào điên đi ăn cướp xong ngồi tại chỗ tính tiền không? Dạ được ba tiền nó của con. Hoài. Nó mới cướp của tôi đó. Không dám đâu. Bà tiền bà? Tiền tôi. Bà có ghi lại số seri number? Trời ơi, khách vô tiệm chè cả ngàn người đâu có rảnh đâu ghi seri number. Bà có gắn máy thu hình không? Tiệm chè chút ít kìa, ra vô như tôi nhớ mặt rồi gắn camera làm chi. Bà có nhân chứng không? Có. Đâu? Đi nhổ răng rồi. Bà càng nói bà càng gian mà. Gian lắm hả? Bà vu khống cho người ta nữa. Hả? Cái tội đó. Có súng. Có súng. Thì súng nè. Súng lớn rồi để đây, súng nhỏ tôi kết rồi. Trời ơi, còn khoe súng với tôi đó chứ trời ơi. Súng nhỏ, súng lớn thì thay kệ ông, mà tôi có thằng kia nó có súng. Súng nó dữ lắm à. Nhưng mà ai có súng là người đang cướp à? Cướp. Trời ơi, nước Mỹ tự do này ai mà không có súng. À tôi biết rồi, nhưng mà nó có súng. Có súng. Ai có súng là anh cướp. Anh cướp. Vậy tôi là cảnh sát, tôi có súng tôi cũng là anh. Bà nói đàng hoàng nha. Tôi hết nhịn nổi rồi đó. Ê, bà có súng chưa? Đưa súng ra đây. Anh giỡn. Bà có súng. Bà. Đang đầu thú ruột chú giỡn mà. Tôi đàn bà làm gì có súng. Đó, súng đó. Bà đã kẹp ở trong cửa sổ kìa. Kẹp cửa sổ. À, trời ơi, cái súng. Anh ơi, nãy em gửi cho em anh. Anh lấy ra giùm em ơi. Lấy ra cái súng. Em được đâu. Sao ạ? Sao bắt lộn như sâu nước. Anh ơi, cái súng người ta gửi em chứ không phải của em. Lấy giùm em đi anh. Anh nhiều chuyện quá. Lấy giùm em cái súng ơi. Ấy. Trời ơi, ông lấy đồ trong người ta ra mà ông nhắm mắt vậy có lỡ nó trúng cái tát sao? Kệ người ông vợ mở mắt lấy đàng hoàng. Được rồi. Em đàn bà không biết chơi súng. Trời ơi, súng mà để rồi sao nóng như vậy? Kẹp đây nè. Mỗi lần hâm chè em cũng kẹp nó không mà nó nóng vậy đó. Thôi được rồi. Tôi bắt bà về ba tội. Tôi có tội gì mà anh bắt tôi? Tội thứ nhất, bà phỉ báng nhân viên công lực trong lúc thi hành nhiệm vụ. Trời ơi. Tội thứ hai, bà vu khống cho người hiền lành là anh cướp. Trời ơi. Tội thứ ba, bà có vũ khí trái phép. Hả? Ok. Thơn nào đâu? Bút cho em đi ai vô bắt. Tôi đào. Là gì? Không hiểu hả? Không. Quay mặt về phía trước. Đưa hai tay ra sau lưng. Bắt người Việt tao nói tiếng Việt đi. Nói tiếng Anh chi không hiểu gì trơn á trời ơi. Rồi làm đi. Quay mặt về phía trước. À. Trời ơi không phải. Quay nguyên cái người về phía trước. Hay không? Lo nói tiếng Anh cái quên tiếng Việt hay không? Anh phải nói là quay nguyên người nó biết đường tao mò. Rồi sao nữa? Để hai tay ra sau lưng. Rồi. Làm gì đây? Về boss. Hả? Cái gì vậy? Trời đất ơi, tôi chủ tiệm chè. Thì tướng nó bắt bắt lộn người trời ơi. Không phải bắt chè chuối ôm xe thôi. Bỏ tôi xuống đi bắt chè thôi.
thiệt là chưa thấy cảnh sát nào ngu như cảnh sát này. Đỡ quá. Ý, mà bắn chè ơi, tôi không biết nấu chè đâu nha. Mà về có tiệm đó tôi còn đi cướp tiệm khác nữa. Ơi, anh không cần phải nói nữa. Những lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa. Tôi làm gì đâu bắt tôi. Ừ, có nhân chứng vật chứng đâu. Dạ. Thằng này mới là thằng ăn cướp nè. Theo tao, về bót, vô tay lên. Vô. Lộn nữa ba, ở bên kia mà bắt lộn tôi hoài vậy đâu. Em nè, đang làm cái gì á? Đang thuê táo cho con á? Bộ con ý à? Ít to rồi. Nhớ nha, bó phấn được vô cho nó hâm cái đít con nhỏ là tẩu chết luôn á. À, dạ có chứ, em có đi làm. Nhưng mà trời ơi, cái văn phòng này nó dán quá đi. Anh nói tới tối tới mai cũng được nữa, không có sao hết trơn á. Mà khổ nổi cái ông chủ này nè, không có chịu làm gì hết trơn á. Ông có đi hoài ấy. Tối ngày đi tán gái hoài thôi. Ông biết em là vợ của anh mà ông có rủ em đi casino hoài ấy. Không biết làm sao nữa. Trời ơi, em khổ ghê á. Cái điều này chắc là ông một tuần nữa thôi là em nói thiệt với anh nha, là ông sẽ đóng tiệm, ông đi ăn xin qua phê phút tem thôi chứ không nói gì hết trơn. Khổ quá anh ơi. Thôi, ông vô rồi nha. Em cúp nha. Nhớ mua tá cho em. Ô quên, mua tá cho con nha. Rồi rồi em gì à ha. Dạ nha, bye nha. Tàu có hung cái gì, tàu có khổ quá. Đúng mà, kỳ quá. Có cớ quá. Thôi cô, hôm dạ. Nay mình có cái hẹn nào không cô? À, dạ thưa luật sư có à. Thế cô đã làm hồ sơ sẵn chưa? À, sang tên nhà hay là ly dị? Đâu có sang tên nhà ly dị gì đâu. Không có gì hết trơn á. Chứ cái gì? Chỉ hẹn có luật sư làm 11 giờ, luật sư đi nhổ răng thôi. Tôi không hiểu làm sao bây giờ cái dạo này không ai thưa kiện gì là sao nhỉ? Có chứ luật sư, nhưng mà nó không có vô chỗ của mình. Cái đó là lỗi tại cô đó. Tôi mướn cô về đây không phải là để cho cô làm thư ký không? Cô đi ra đường hay cô đi tiệc tùng ma chay cưới hỏi đó, cô gặp ai cô phải xúi người ta thứ đó. Chứ còn cứ tình trạng này vài tháng là tôi đóng cửa đó, tôi trở về nghề cũ đó. Trời ơi, hôm nãy luật sư biểu con kêu người ta là chia rẽ hạnh phúc của người ta làm sao luật sư? Luật sư nói nè, đây nè, con có ghi nè, con ghi rõ ràng trong nè. Đó, 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 luật sư coi nè. Đó, nè ngang, đọc ngang. Luật sư nè, văn phòng luật sư Trần Trừng Trị nè. Đó, kinh nghiệm lâu năm về tội phạm hình sự cũng như đòi bồi thường dân sự khác. Đó, con ghi mẫu này luôn. Con nói thiệt. Cô thấy cái thành phố ở đây là bây giờ bao nhiêu luật sư rồi? Luật sư đông như kiến. Mà cô quảng cáo cái kiểu đó thì nó bình thường có ma nào nó để ý đâu. Cô lấy giấy viết ra ghi đi, tôi đọc lại. Lấy giấy viết ra. Thấy chưa? Dạ chưa. Cho con mượn cái bàn nha. Rồi cứ ghi rồi, nha. Nói đi. Luật sư Trần Trường Trị. Ghi số 1 vào. Điều thứ nhất, luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Hết tiền rồi. Luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Trời ơi, hết tiền rồi, làm mẫu. Rồi chưa? Rồi. Xuống hàng. Xuống dòng. Xuống hàng. Xuống dòng. Thì cô xuống đâu đó, cô xuống đi. Dòng. Dòng với hàng gì cũng được thôi. Đọc tiếp đi. Thứ hai, cam đoan sẽ đi dự đám tang nếu thân chủ của mình bị tử hình. Thôi, nữa rồi. Cam đoan dự đám tang nếu thân chủ của mình tử hình. Xuống hàng. Thì xuống nè. Cái câu này cô viết hoa cho tôi. Bớt 50% cho thân chủ nếu là quả phụ dưới 29 tuổi. Bớt 50% dưới quả phụ 29 tuổi. Ờ đó. Trời ơi, nó thấy cái mặt luật sư nó chạy 80 độ rồi chứ đâu có làm chi đâu mà nó đó, xong rồi đó. Cô cứ ghi như vậy đi ha. Cô cứ quảng cáo như vậy đi, thử vài tuần. Nếu không được thì tôi đổi quảng cáo khác nha. Hey.
Alo. Dạ. Dạ là dục văn phòng luật sư Trần Trường Trị ạ. À. Bác sĩ Quỳnh hả? À? Dạ có. Bác sĩ qua trao đi. Trao tới chiều cũng được nữa, nằm ngủ cũng được nữa. Trời, văn phòng nó giống về à, không có ai chờ đó. Em nói thiệt á. Qua trao đi. Thiệt á. Qua nghe. Rồi ha. Ai đó cô? Dạ bác sĩ Quỳnh. À, làm thẩm mỹ Hồng Nhan đó, ở bên kia đường kìa. Tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi? Ai gọi đến đây á thì cô làm ơn cô nói cho tôi là tôi đang có thân chủ, hoặc giả là tôi đang cãi ở ngoài tòa. Tại sao cô cứ vạch cáo cho thiên hạ xem lưng ngoài vậy? Ai gọi đến cô cũng bảo ông ế chồng gọng thì... Cô phải nhớ rằng ông bà đã nói là nhà hàng vắng khách là nhà hàng nó nấu không ngon. Còn luật sư mà vắng thân chủ tức là luật sư cãi dở, cô hiểu chưa? Cô nhớ chưa? Thì đúng rồi, nói đúng là cãi dở thì cãi dở chứ bắt con nói láo sao con nói được. Trong phòng luật sư mà nói láo thì ai vô? Thôi được rồi, con về làm việc. Mướn ngay con khùng. Đó, ông qua đó kìa. Hello. Hi doctor. Hi lawyer, ba T. Hả? Gì ba T? Trần Trường Tỷ là ba chú T đó. Ủa? Bộ chưa tới giờ mở cửa hay sao mà văn phòng thì không có người khách nào hết trơn vậy cô? Dạ có chứ, luật sư mở từ sáng sớm tới giờ luôn á mà không có ai hết trơn á. Oh yeah. Dạ, không có người nào hết trơn á. Luật sư, bác sĩ cứ cho bình thường, cho thoải mái luôn. Đánh bài, đánh bạc gì cứ đánh đi. Rồi thua rồi quýnh làm gì làm. Không có sao hết trơn á. Luật sư con dễ chịu lắm. Sao nay rảnh như thế này? Rảnh gì đâu rảnh. Ông biết mà, thời khóa biểu của tôi đó, từ sáng tới khuya đó, có lúc nào được nghỉ đâu. Ăn cũng không có thì giờ mà. Ông thấy không, đi ra đường phải bận đồ này nè. Chuẩn bị kêu về mẫu mà liền à. Bị sáng này có cái bà tới hẹn hút mở bụng. Chuẩn bị xong xuôi rồi, lên bàn mẫu rồi, chích thuốc tê rồi, tính lấy máy ra hút bụi. Hả? À không, tính máy ra hút mỡ. Trời ơi, tự nhiên ông chồng nó xuất hiện lôi cổ về không cho hút. Nhờ vậy mới rảnh 2 tiếng qua đây tính rủ đi, ông đi ăn phở đây chứ. Ờ được, không. Cảm ơn, sorry thôi. Ông thấy không nè, hồ sơ là ngập mặt như thế này thế nè. Làm chưa xong nè, tôi phải ra tòa cãi bây giờ nè. Yeah. Thôi để hôm khác nha. Bận quá. Luật sư ra tòa cãi lộn nha, luật sư. Đâu có ai đâu mà cãi. Trời ơi, đi ăn phở đi. Tao ăn bánh mì với xì dầu không. Trời ơi, nó ăn chết luôn. Cô à, cô nói tôi mới để ý nha. Cái văn phòng này tôi bước vô tôi thấy sao mà nó yên tĩnh quá. Tôi thèm được cái không khí vắng vẻ vậy mà không được á. Bên phòng mạch của tôi thì ui cha đó, ồn ào, bệnh nhân đẩy ra không hết. Nói gì vừa tôi che. Móc họng nữa đi. Không, tôi cũng móc họng, tôi nói thiệt. Nè, mở một cái văn phòng ra mà nó vắng như vậy là quý lắm. Thấy không? Muốn làm, muốn nghỉ. Mà nghỉ nhiều hơn làm. Thấy không? Buồn, lâu lâu muốn ngồi thiền, cũng không ai quấy rầy mình. Thôi mà móc họng nhau hoài chứ cha ơi. Gì? Nhưng mà tôi nói thật cho anh nghe. Nói gì? Cái nghề luật sư của tôi á. À. Bây giờ tôi mới thấy là tôi lầm. Chứ hồi trước á, mà tôi biết rằng là cái ngành giải phẫu thẩm mỹ mà kiếm được tiền nhiều như ông, thì tôi cũng đi học bác sĩ y khoa rồi. Cô à, hồi nhỏ đó, học trung học, ông học giỏi hơn tôi đó chứ. Ha? Lên đại học tôi năn nỉ ông. Đi là học y khoa với tôi. Ông nói thôi, để tôi học luật để làm chính trị. Đó, làm chính trị mà giờ ăn bánh mì xì dầu không à. Không, bác sĩ nói vậy cũng không phải. Luật sư em á, ông cũng giỏi lắm á chứ. Coi như là, nè, em thấy để trong báo nè. Đây nè, luật sư nào có tài thật á, nhưng khổ nổi cái mặt của ông á, nó bằng đảng quá đi. Ừ. Đó, nó ứng cử dân biểu 2 lần, bị rớt. Vậy? Nha. Xong rồi ứng cử nghị viên 2 lần cũng rớt luôn. Sao kỳ vậy? Ai biết. Mà rồi. Có ai bầu cho ổng không? Có. À. Em coi hai cái giỏ nó có 2 cái vé cho ổng á. Phiếu chứ vé gì? Lộn cái cine hoài. Phiếu vé cũng vậy thâu trời ơi, ừ. Nhà quê mà. À. Đó. Nhưng mà em dở ra em thấy á, một tên là vợ ổng với lại tên là con ổng. Ồ. Vậy thôi à. Anh Quỳnh ơi. Gì?
Nhưng mà cái nghề luật sư của tôi mới là cái nghề cứu đời. Chứ còn cái nghề giải phẫu thẩm mỹ như anh thì chỉ có biết kiếm tiền chứ có giúp ích gì được cho đời đâu. Ông nói lộn rồi nha. Ông chỉ cứu được những kẻ phạm tội khỏi đi tù thôi chứ cứu ai. Còn tôi nè, một người đàn bà sắp bị chồng bỏ, tới gặp tôi tân trang lại, chồng yêu thương trở lại. Có nghĩa là tôi là cứu giúp cho người ta, thấy không? Bảo vệ hạnh phúc gia đình. Như vậy sửa sắc đẹp, có nghĩa là tạo cho người đàn bà tự tin hơn, thấy không? Dễ dàng trong cuộc sống. Sửa sắc đẹp là làm cho xã hội càng ngày càng nhiều người đẹp, ít người xấu như ông vậy đó. Nói tóm lại, sửa sắc đẹp là làm đẹp cho cuộc đời. Beautiful life, baby. Nhưng mà ông giải phẫu thẩm mỹ cho người đàn bà, rồi ông nhìn vào đi, ông có biết chỗ nào thật, chỗ nào giả không? Nói chuyện trông mệt quá. Em, bác sĩ nói nghe nè. Trời ơi, nói chuyện mà quên cái business. Đây, business card của bác sĩ đó ha. Thẩm mỹ viện Hồng Nhan. Dạ. Sửa mũi 1,000, cắt mắt 2,000, bơm ngực 3,000, hút mỡ bụng 4,000, tân trang toàn diện từ trên xuống dưới, giá sỉ 8,000. Khi nào em cần, qua bác sĩ có giá đồng hương. Mặc quá, không được. Thôi được rồi, trời xin sao đớ vậy. Trời ơi, thằng chồng ấy, nó biết em sướng, nó về nó quánh cái mặt em từ lưa. Là em nói em má em nhặt em không ra luôn. Thôi trả lại cho bác sĩ. Không, em biết, bác sĩ biết là em làm ở đây không bao nhiêu tiền. Thôi giờ bác sĩ bớt em 4,000, cho em trả góp, không lấy tiền lời. Thật cũng không được nữa. Sao vậy? Thôi, chồng nó nói trời xin sao đớ vậy thôi à. Nó không có cho em sửa đâu. Thôi thôi bác sĩ đừng có dụ em nữa. Như không hả? được rồi không làm đâu. Không quýnh em. Trời đất ơi. Đây nè, bây giờ em quay một vòng bác sĩ coi coi. Quay hả? À, đẹp, đẹp lắm. Quay trước coi. Phía trước hơi bằng phẳng, cần phải sửa lại cho nó nhấp vô chút xíu nữa cho hấp dẫn. Bác sĩ nói cho em nghe, ngày xưa người ta nói là hồng nhan bạc phận, nhưng mà ngày nay á, tới thẩm mỹ viện của bác sĩ thì em sẽ trở thành hồng nhan bạc triệu. Anh ơi, anh đến đây anh mời tôi đi ăn phở hay là anh đến đây để anh dê cô thư ký của tôi? Tôi đang bận sổ sách, đang bận sổ sách bỏ mẹ, nghe anh nói thế này nữa. Bây giờ ông có rảnh ăn phở với tôi không? Tôi nói anh rồi, anh thấy sổ sách không? Tôi đã ra tòa bây giờ mà. Sorry hôm khác đây nhá. Ok, vậy thôi tôi về. Ở bển còn cả chục ca mổ chờ chứ đâu phải tôi đâu có rảnh. Chừng nào tôi mổ xong rồi tôi qua đây cho ông cho tôi nhằm nhờ chút xíu cho yên tĩnh nha ông. Thôi bye nha. Em giữ cái ca bác sĩ đi. Bye bye nha, luật sư Ba dạ, Tê. Bye bác sĩ. Luật sư sao không đi ăn phở đi? Tạo tấm này gặp bánh mì hoài ơi. Thôi cái chuyện bánh mì của tôi cô về bàn đi nhá. Khùng tập 2. Chào cô. Dạ chào bà. Luật sư có đây không cô? Dạ. Gấp quá không kịp gọi phone lấy hẹn trước. Cô thông cảm nhá. Cô làm dạ. Ơn vào nói thư với luật sư giùm tôi. Cho tôi gặp luật sư một vài phút thôi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Nhá. Nói gì mà nói dữ vậy trời. Bà muốn gặp luật sư phải không? Đúng rồi. Đó. Bà qua em đã gặp đi. Dạ vâng. Luật sư ơi. Có khách đó. Rồi, nói rồi. Đi nói cho tới chiều luôn đi nha. Bây giờ em đi đi làm rồi rồi cô đi đi cô đi lo quảng cáo cho tôi đi. Chào bà, tôi luật sư Trần Trường Trị. Chào nói tới mai tới chào luật sư. Em nhớ ra rồi, nãy bước vào nom thấy mặt luật sư em cứ tưởng là tội phạm. Dạ không, chuyện là như thế này, tuần trước đó em có đi đánh ghen nên bị bắt. Lúc mà bị giam ở sở cảnh sát á, em nhìn thấy nhiều khuôn mặt nhìn hao hao giống luật sư nên em tưởng... Cho nên cô thấy tôi quen đấy chị? Dạ vâng. Tôi tò mò tôi hỏi cái này nhé. Dạ. Thế bà đến đây là do ai giới thiệu hay là bà đọc quảng cáo trên báo? Đâu có ai giới thiệu đâu. Mà em có đọc báo bao giờ đâu. Chứ sao bà biết đây bà tới? Hay luật sư quên rồi à? Cách đây một tháng, chính luật sư là người đứng ở bến xe bus phát mấy cái flyer, luật sư nhớ không? Luật sư dúi vào tay em một cái này. Lúc đấy em tính quăng mẹ vào sọt rác rồi. Nhưng mà nhìn thấy mặt luật sư tội nghiệp quá nên em bỏ đại vào trong bóp. Không ngờ hôm nay lại có dịp và lấy ra xài. Nhưng mà tôi hỏi bà bây giờ bà cần tôi giúp gì? Dạ thưa luật sư, chuyện là như thế này. Cách đây một tháng,
Không, cách đây vài năm em có đi sửa sắc đẹp, nói toạc ra là em đi bơm ngực. Thấy ông luật sư? Thấy cái gì? Bơm ngực. Thấy rồi, thấy rồi. Không, luật sư làm ơn nhìn kỹ em. Tôi thấy hai chai bưởi Biên Hòa cứng ngắc rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bà là bây giờ cái chuyện bơm ngực của bà này có dính dáng nhìn tôi không? Hả? Dạ dính chứ. Không dính dáng em tới đây kiếm luật sư làm cái gì? Thưa luật sư, như thế này, em bảo ông bác sĩ ông làm cho em si khớp thôi, nó mới hợp với thân hình của em, đúng không luật sư? Nhưng mà ông bảo với em à, lỡ bơm ấy thì bơm cho bự. Đặc biệt hôm nay ấy, phòng mặt khai trương nên ông tặng cho em cái giá đít cao. Bơm one, get one free. Bơm hai bên, tính tiền có một bên. Em thì được cái tính hàm rẻ nên em bảo ông là bác sĩ muốn bơm bao nhiêu thì bơm. Không ngờ ông lại bơm cho em super size. Ngực to thì tốt chứ sao mà. Tốt cái gì? Ông bơm to quá, nhiều lúc em đi em cứ muốn suýt nữa là sắp ngã xuống, chúi ngã xuống đất rồi. Em bây giờ em cảm thấy tức ngực và khó thở. Nói thật với luật sư, ai mà đụng vào giống như hai quả bong bóng, mất hết cảm giác. Thưa bà. Dạ. Cái thứ nhất là tôi không có thời giờ, bà đừng làm phiền tôi. Dạ. Cái thứ hai tôi không có thời giờ mà tôi đứng đây để cho bà khoe ngực. Nhá. Khoe cái gì mà khoe, còn cảm giác nữa đâu mà khoe. Thưa luật sư, luật sư à, em tới đây á là em nhờ luật sư thưa cái ông bác sĩ ra tòa đòi bồi thường thiệt hại lại cho em. Thưa ra tòa? À, dạ vâng. Sao bà không nói trước? Mời bà ngồi. Dạ bà vâng, ngồi dạ vâng. À, rồi. Mời bà dạ ngồi vâng. Đấy. Cái chuyện nào vậy? Bà nói dài quá tôi không hiểu, cho nên là bà cứ nói trước là bà thứ là. Hay là thế. Dạ vâng. Tôi hỏi bà là ông bác sĩ nào sửa cho bà đó? À, dạ, ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh ấy, thẩm mỹ viện Hồng Nhan bên kia đường kìa luật sư. Thế à? À vâng. Thế bà tính đòi bồi thường thiệt hại bao nhiêu? À, dạ thưa luật sư, em tính đòi bồi thường thiệt hại khoảng 100.000 thôi. À, luật sư thấy có nhiều không luật sư? Một cái tai nạn thảm khốc như thế này. Dạ. Mà bà đòi bồi thường có 100.000 à? Tôi hút cháo à bà? À, là sao luật sư? Bà phải đòi thường 1.000.000 đồng. Ồ, 1.000.000 đồng. Thế có nhiều không luật sư? Thưa bà. Dạ. Tôi là luật sư Trần Trường Thị. Những cái kê dân sự mà dưới 1.000.000 đồng như thế này thì dứt khoát tôi không bao giờ tôi nhúng tay vào. Nhưng mà luật sư, em luật sư nhắm có được không luật sư? Tại sao lại không? Ở đời có những cái người đàn bà đau khổ như bà, đang đau khổ như bà mà lại không biết mình đau khổ. Dạ. Và vì thế mới cần những người luật sư tài giỏi như tôi để nói cái nỗi khổ đau của bà. Dạ vâng, dạ vâng. Bà nghe đây. Dạ vâng. Ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh dạ. đã tặng cho bà hai trái dưa hấu bự quá. Dạ. Cũng vì hai trái dưa hấu đó nó bự, nó sẽ trở thành cái gánh nặng 1.000 cân mà bà phải đeo trước ngực như thế này. Rồi vì cái gánh nặng đó nó từ từ nó sẽ kéo cái lưng bà cong xuống. Rồi bà sẽ phải chống gậy mà bà đi, bà hiểu chưa? Dạ. À không, bà bình tĩnh, bà ngồi. Dạ. Cái đó là tôi nói chuyện về đường dài thôi. Dạ vâng. Nhớ. Còn hiện tại bây giờ bà nói là ngực bà mất cảm giác. Đúng, đúng rồi. Bà mất cảm giác thì chồng bà nó sẽ chán bà, nó bỏ bà và nó đi lấy vợ bé. Bà bị khủng hoảng. Và từ đó bà dở điên dở khùng, sống không ra sống, chết không ra chết. Bà không có thể nào mà lo làm ăn, nấu nướng, nuôi con được đâu. Và cũng chính vì thế, cái nỗi khủng hoảng đó nó sẽ làm cho thân thể của bà mỗi ngày mỗi gầy đi. Không, không, em càng ngày càng béo ra luật sư. Nếu mà béo à? Dạ vâng. Thế thì càng đúng, nguy hiểm hơn nữa. Dạ. Tiếng Mỹ nó gọi cái đó là bệnh depressed. À, luật sư mà depressed là gì? Em chẳng hiểu cái nghĩa là gì cả luật sư. Từ ngày tôi ra hành nghề cứu đời cho dạ. tôi đã gặp không biết bao nhiêu cái người đàn bà có cái bộ mặt hung ác mà đầu óc lại lú lẫn giống như bà. À không, đơn giản giống như bà. À. Bà phải tưởng tượng ra một cái viễn tượng đen tối, một cái màu tang thê thảm đang từ từ kéo đến để phủ lấp cái tương lai tươi trẻ của bà. Vì ai? Vì ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh đã tặng cho bà hai trái dưa bự quá. Nhưng mà thưa luật sư. Bà đứng. Dạ dạ vâng. Lệch dạ. rõ. Dạ. Lệch. Dạ. Bên to bên nhỏ. Không.
Bên to bên nhỏ lỗi thằng chồng em, nó thuận tay trái. Một người bác sĩ giỏi, dạ, trước khi bơm phải hỏi chồng bà thuận tay nào. Dạ. Rồi từ đó ông ta mới trừ hao đi bơm là vừa. Ồ. Bà dứt khoát đòi 1 triệu nữa thôi. Dạ. Luật sư ơi, luật sư muốn đòi bao nhiêu thì đòi, chăm sự nhiều luật sư. Miễn sao em không phải chi đồng nào là được rồi. Mọi chi phí văn phòng chúng tôi lo hết. Nhé. Dạ vâng. Bây giờ bà đi qua bên này. Dạ vâng. Bà điền cho tôi mấy cái chi tiết cá nhân đi. Dạ, dạ. Rồi tôi sẽ tiến hành thủ tục thưa ông. Dạ, dạ, cảm ơn luật sư nhiều nhé. Dạ. Dạ, em làm liền. Xin mời bà. Dạ, dạ cảm ơn. Trời, luật sư, thư bạn của luật sư thì có siêu bác sĩ Quỳnh á. Ông mới mời luật sư đi ăn phở đây mà. Cô thấy không? Ở hiền gặp lành. Tôi có cái linh tính trước nên dứt khoát tôi đâu có nhận lời đi ăn phở với ông ấy đâu. Trời, đúng là gà què ăn quắn có sai. Trời ơi. Cô lo cái việc của cô đi. Nha. Một người luật sư giỏi là phải biết gác bỏ cái tình cảm cá nhân qua một bên để thưa. Thấy chưa? Bà mà có tiền bà kêu tôi thưa, bố tôi ra tòa tôi cũng thưa nữa. Cô có lo làm việc của vậy cô. Là luật sư thưa nha, không phải em nha. Bây giờ em gọi cho bác sĩ nha, bác sĩ để bác sĩ mướn luật sư khác biện hộ giùm. Không phải em nha. Cô cứ gọi cho ông rồi mình phải làm cho nó đúng luật lệ cả chứ. Hello. Bác sĩ Quỳnh hả? À? Qua đây mau lên. Trời ơi, ông luật sư Trần Trường Trị nè. Ông thưa bác sĩ nè. Ông thưa bác sĩ là bơm mực gì đó không biết nữa. Cái to cái lớn gì đó không biết. Nên bây giờ đi qua liền đi. Qua liền đi nha. Chứ em không dính dáng cho chuyện này đâu á. Bye. Mình trúng mánh à, có thấy chưa? Tôi đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Gà què ăn quắn có say thì nói cho rồi. À, anh Huỳnh, tưởng bận lắm chứ sao mà qua lẹ vậy? Tôi bận chứ đâu có ế nhà ông. Hả? Đang ca bơm ngực, mới bơm được phần nửa à, phải bỏ chạy qua đây. Tức quá mà. Tôi nghe cô thư ký đó là ông thư tính thưa tôi phải không? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tôi thưa thật chứ tính cái gì? Thưa thật hả? Mà thưa tôi cái gì? Ông nên nhớ nha, tôi với ông là bạn bè mấy chục năm nay rồi. Tiền cá độ bóng đá ông thiếu tôi mấy tháng chưa trả mà. Sao giờ ông nỡ lòng nào thưa tôi là sao? Anh Huỳnh ạ, thiếu nợ đó là cái personal. Còn thưa nhau ra tòa đó là cái business. Cho nên ở Mỹ này anh đừng có lẫn lộn giữa personal và business. Nguyên tắc quá ha. Mà thưa tôi sao được? Đưa được. Cái bà đó là tới tình nguyện năn nỉ tôi bơm. Thế không? Thưa tôi làm sao được? Anh nghe này, người ta đòi anh bơm một trái cam, anh chơi cho người ta thành bằng trái bưởi. Người ta đòi anh một trái dừa xiêm, anh chơi tặng người ta 2 trái dưa hấu, làm sao không thưa anh được? Ông ơi, mấy cái bà đó toàn là xạo không mà. Bà nào tới cũng đòi bơm cho lớn, tôi cản đâu có được. Thấy không? Không tin đó hả? Ông về ông hỏi vợ ông đi. Chính bàn tay tôi đã sửa cho vợ ông cách đây 3 năm. Trời ơi, 3 năm rồi tôi xài đồ giả mà tôi không biết sao. Bởi vậy mới nói. Không, nhưng mà người ta. Nhưng gì? Còn nữa, con gái ông không nhờ bàn tay giải phẫu thẩm mỹ của tôi, sức mấy mà nó lấy được thằng chồng ngon lành như bây giờ. Ông nhìn là ông đi, mặt mũi ông mà con gái ông giống y hệt ông à. Khác cái là không có râu thôi. Trời đất ơi, để tự nhiên thì ai thèm lấy. Bởi vậy tôi là người đem tới hạnh phúc cho gia đình ông cũng như bao nhiêu gia đình người khác. Nhưng mà cái bà đó bà thưa ông là vì ông làm cho ngực bà mất cảm giác. Ba tê à. Trời đất ơi, ông là đàn ông mà không biết cái gì hết trơn á. Phụ nữ sửa sắc đẹp là để tạo cảm giác cho đàn ông, chứ đàn bà đâu có cần cảm giác. Ông có feeling là được rồi, còn vợ ông có feeling hay kệ nó. Anh Huỳnh. Gì? Anh là bác sĩ. Ừ. Tôi là luật sư. Ừ. Tôi và anh đều sống chết cho cái nghề nghiệp của mình hết. Ừ. Bệnh nhân đến bảo anh bơm chỗ nào thì anh bơm chỗ đó. Ừ. Còn tôi, thân chủ tôi đến bảo thưa thằng nào thì tôi thưa thằng đó. Cho nên mong anh thông cảm cho nha. À. Tôi cũng thông cảm chứ. Nói thiệt, cái phòng bạch tôi đối diện với văn phòng của ông á, mỗi lần mà tôi trưa tôi nhìn qua, tôi thấy sao nó mà nó giống như là như là nghĩa trang hun hút rồi đó. Tôi cũng buồn thắt ruột vậy đó. À, bây giờ như vậy,
Thật ra tôi không phải sợ đi hầu tòa đâu, mà tôi thấy công chuyện tôi bề bộn quá, bận lắm. Cho nên tính về nè, bây giờ ông dẹp cái vụ kiện đó đi, đưa cho ông 10.000 xài chơi hay sao? Bao nhiêu? 10.000 đô. Ít quá. Đưa ông ra tòa sướng hơn. Bèo quá. Bèo hả? 10.000 đô là ba cặp ngực lưỡi của tôi rồi đó ông nội. Trời đất ơi, bèo hả? Được rồi, ông ép tôi chứ gì? Muốn thưa cái gì? Thưa đi, tôi đi hầu. 10.000 không muốn hả? Một sen cũng không có. Tôi nói cho ông biết. Thưa tôi sao được? Nè, tôi cho ông coi. Bất cứ bệnh nhân nào trước khi lên bàn mổ đều có làm giấy thỏa thuận cam kết với tôi. Đọc đi rồi thưa. Tờ cam kết. Tôi tên là Trần Thị Tơ Liễu, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1963. Nhờ bác sĩ Võ Đình Huỳnh bơm ngực cho tôi cam đoan chịu mọi trách nhiệm nếu có điều gì sai sót xảy ra. Ký tên, Nguyễn Thị Tơ Liễu. Thưa đi, tôi đi hầu. Anh Huỳnh ơi, anh Huỳnh vào đây. Không thưa đi. Không, không muốn thưa mà. Không, anh đừng đọc. Ép tôi mà. Không, anh đừng đọc. Anh đừng đọc, anh từ từ anh nghe tôi nói. Nói gì? Chào khán giả đi. Hai người sao chẳng đủ? Kêu hai người nữa ra mới đủ chứ. Mời cô thư ký và bà khách hàng